mình cứ ném đá, mình cứ chỉ trích, mình cứ chê bai, làm cho người ta bị mất tinh thần, mất cái lửa. Quay trở lại, không biết là anh Tùng dạo gần đây có theo dõi thị trường âm nhạc các bạn ca sĩ trẻ bây giờ không nhỉ? Có chứ, có chứ. Anh có ấn tượng với một cái tên nào đó không? Ấn tượng thì chắc có lẽ là Sơn Tùng, Jack, rồi Vũ Cát Tường, Đông Nhi, vân vân, nhiều lắm, rất nhiều bạn trẻ. Và bên cạnh các cái tên mà anh vừa nhắc thì một cái trào lưu bây giờ là các bạn người đẹp hot girl đi hát và cũng nhận rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Rồi. Thì với cương vị là một đàn anh thì anh nhìn nhận như thế nào? Thực ra thì theo Tùng đó, cái sự khắt khe của khán giả cũng là một cái điều tốt thôi, để làm cho người nghệ sĩ luôn luôn phải biết trau dồi cái nghề nghiệp của mình, để thực sự là đem đến những cái sản phẩm tốt cho khán giả. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái cách của Tùng là Tùng luôn luôn nhìn cái mọi việc nó theo cái hướng tích cực. Thì nếu mà góp ý hay là những cái điều gì đó mà tốt thì chúng ta cũng tế nhị một chút xíu để cho những người nghệ sĩ mà bắt đầu mới đó, những người đẹp đi hát chẳng hạn đó, người ta mới cho nên là người ta cũng còn chưa có thực sự nhuần nhuyễn đó, thì cần phải có thời gian, thì đâm ra mình góp ý nó tế nhị một chút xíu để cho người ta có cơ hội, người ta được học hỏi, người ta được tiếp thu những cái góp ý đó, mang tính xây dựng, thì nó sẽ tốt hơn là mình cứ ném đá, mình cứ chỉ trích, mình cứ chê bai, làm cho người ta bị mất tinh thần, mất cái lửa. Thế mà tuy nhiên thì Tùng cũng nghĩ rằng nó cũng có hai mặt. Những người nào mà chịu được những cái áp lực dư luận, những cái nhận định mà mang tính tiêu cực như vậy đó, thì họ sẽ đi tiếp và họ sẽ đi rất mạnh. Còn những người nào mà thực sự cảm thấy không chịu nổi thì từ đầu sẽ bị đào thải thôi. Tuy nhiên thì Tùng vẫn muốn nói rằng chúng ta sống thì nên dành những lời góp ý hay là chia sẻ trong cái tình yêu thương, cái sự tích cực dành cho nhau. Như vậy thì chắc là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Vậy thì còn cái kế hoạch cá nhân của anh thì sao? Sau cái series Acoustic Bolero sẽ là những cái gì tiếp theo? Thực ra Tùng thấy rằng nếu mà mình bật mí trước á, nhiều khi nó không có tạo cái sự hấp dẫn cho khán giả, bất ngờ chứ. Cho nên là bây giờ sau này á, Tùng sẽ khá kín tiếng, là tới khi đến thực hiện mà coi như là 90% rồi, gần đến thời điểm mới bung ra đúng không ạ? Cho nên là xin bí mật chút xíu. Nhưng mà em biết rồi, hồi này có cái bài gì mới thu hai anh chị đúng không? Đó, vợ mình là coi như háo hức muốn bật mí luôn. Nhưng mà khoan, chờ. Chúng ta sẽ cùng chờ đến một cái thời điểm để được thưởng thức những cái sản phẩm mới từ hai anh chị.